Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 0.2 token GLD từ sàn GLD Swap được xây dựng trên chuỗi mạng BTC Smart Chain nha các bạn. Để tham gia nhóm này, mình click phần link mô tả dưới video của mình, mở từ đó mình sẽ tắt chat bot. 0.2 một token GLD khoảng 300 USD, mình 0.2 là khoảng 60 đô, 60 đô ạ. Rồi bạn cũng cho này góp. Trời này khá là ngon các bạn. Các bạn lướt cấp trang nha tất cả các bạn. Sau khi bạn lướt cấp trang xong nhiệm vụ đầu tiên, bạn join kênh group kênh trailer nữa các bạn. Sau khi bạn join kênh group trailer xong Twitter thì bạn follow và Tweetbot nè. Fan nè. Thì các bạn theo dõi từ sàn CLD Squad nè. Rồi các bạn like và trích dẫn như từ Twitter nha các bạn. Các bạn tắt lại một cái username của sàn này các bạn, ULG Squad, và các bạn tắt lại các bạn. Trong này các bạn like, các bạn test là từ quýt lên cái nữa các bạn, dự án luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow minimum nữa. Thì minimum các bạn, mình hướng dẫn các bạn cách follow không cần phát cái biên các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Thì minimum mình nãy các bạn lên minimum với các bạn việc nhấp vào bạn follow các bạn, các bạn mới submit đi tên này các bạn. Bấm done. Tiếp tục bạn gửi lại đường link tờ Twitter và profile của mình nha các bạn. Các bạn copy đường link Twitter nữa. Copy lên nè các bạn. Rồi các bạn đắp lên các bạn. Các bạn mở ra các bạn. Bắt vào đây. Dán vào đây. Cho bot nè. Tiếp tục thì là đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn cũng vào trang cá nhân của mình, các bạn copy đường link Twitter mình có gì đâu. Những đường link mà lấy những đường link thì bạn nào không biết thì xem lại những video mình đã có hướng dẫn các bạn hết trơn rồi đó các bạn. Từ tạo ví đến cách lấy username và tiếp tục bạn gọi địa chỉ với BNB Smart Chain với Chocolate các bạn. Các bạn mở địa chỉ ra nè, Chocolate mình ra nè. Các bạn copy địa chỉ Smart Chain này các bạn trên giấy Chocolate nè. Rồi bạn bắt đầu mình dán nhỏ các bạn. Tiếp tục bấm Start Test. Ok, tôi cần sẽ cập nhật và phân phối sau các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.